Chào các em, chị đã quay trở lại với bộ bàn tay xinh số 5 đây. Và đây là cái hộp bàn tay xinh, ở trên có ghi bộ số 5. Trong bộ này thì chúng ta sẽ làm được 4 sản phẩm: một chú gấu, một cái túi rút, một quả dâu và một con vịt rất là đáng yêu, đúng không nào? Và hôm nay thì chị sẽ chọn chú vịt này để làm cho video đầu tiên này nhé. Bên trong hộp này thì tất nhiên là có đầy đủ những đồ dụng cụ để các em có thể làm ra những con thú bông thật là xinh xắn rồi. Trong này thì sẽ có vải nỉ nè, kim chỉ, móc khóa, sticker. Bộ số 5 này thì có túi rút cho nên sẽ có 2 sợi dây ri băng kèm theo. Vải nỉ thì có rất là nhiều màu. Nếu như chúng ta không mua bộ bàn tay xinh thì chúng ta phải đi mua rất là nhiều màu vải nỉ, đúng không nào? Bây giờ thì các em chỉ cần mua một bộ này thôi là các em có thể làm được những sản phẩm mà các em yêu thích rồi. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu làm thú nhồi bông con vịt ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì chị cũng sẽ gỡ sticker và dán lên vải nỉ. Chú vịt này có màu vàng cho nên chị đã lấy ra 2 miếng vải nỉ màu vàng đó các em. Sau đó theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ cắt ra 2 hình con vịt. Đó, chị đã có 2 hình con vịt rồi nè. Còn những cái bộ phận khác của con vịt như là cánh, mỏ và mắt chị cũng sẽ cắt ra luôn nhé. Đây rồi, và chị đã có đầy đủ rồi đây các em ơi. Bắt đầu chúng ta sẽ ráp vào con vịt. Chúng ta sẽ ráp phần mắt và cái cánh vào. Chị đã dán vào hai bên của vịt luôn rồi nè. Các em có thể dùng kim chỉ để may nha. Và chúng ta sẽ để chồng hai miếng vải nỉ màu vàng lên nhau. Còn cái mỏ của chú vịt thì sẽ ở chính giữa. Wow, rất là đẹp. Bây giờ thì chị sẽ sử dụng kim chỉ để bắt đầu may. Chúng ta sẽ sử dụng mũi may phiền và may hết chú vịt này. Và nhớ hãy chừa ra 4cm để chúng ta bắt đầu nhồi bông gòn vào nha. Bông gòn thì cũng có sẵn ở trong bộ bàn tay xinh này rồi. Sau khi các em nhét đầy bông gòn và cảm thấy ưng ý rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng kim chỉ để may cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Đừng quên gắn thêm móc khóa vào nhé. Và như vậy là chị đã hoàn thành xong sản phẩm đầu tiên của bộ số 5, đó là một chú vịt vô cùng dễ thương. Chúc các em xem video vui vẻ. Còn bây giờ chị Ami xin chào tạm biệt nhé.